ngày giỗ lần thứ tư của cố diễn viên Mai Phương, con gái 10 tuổi làm một việc xúc động. Hình ảnh bé Lavi, con gái của cố diễn viên Mai Phương đến thắp hương, cắm hoa vào ngày giỗ mẹ khiến nhiều người chạnh lòng. Từ khi diễn viên Mai Phương mất vì bệnh, con gái Lavi của cô sống cùng bảo mẫu và được chăm sóc, nuôi dạy chu đáo. Theo cập nhật mới đây của chị My, bảo mẫu bé Lavi, con gái cố diễn viên Mai Phương đã đến chưng hoa cũng như thắp hương trong ngày giỗ lần thứ tư của mẹ. Vẫn vậy, cô My vẫn chỉ dạy em cắm hoa, thắp hương cho mẹ. Những tháng ngày trôi qua thật nhanh và rồi vẫn mong cho em một đời bình an. Bảo mẫu của bé Lavi chia sẻ. Trong video, con gái Mai Phương năm nay lên 10 tuổi, dáng vẻ cao lớn phỏng phao và gương mặt xinh xắn thừa hưởng từ mẹ. Lúc nữ diễn viên qua đời, cô bé mới lên 6 tuổi. Thiếu vắng tình thương của mẹ từ nhỏ, Lavi may mắn được cô bảo mẫu yêu thương, hết lòng chăm sóc trong những năm qua. Càng lớn, Lavi rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, chăm học. Gần đây, con gái cố diễn viên Mai Phương đã viết thư tay gửi lời cảm ơn đến bảo mẫu đã chăm sóc em trong những năm qua. Con cảm ơn dì Họa đã nuôi con khôn lớn từng ngày và dạy dỗ con khôn lớn. Con cảm ơn dì Họa đã là cột dựa cho con mỗi khi con buồn hoặc vui. Có nhiều lần con làm dì buồn, nhưng dì Họa lại không để bụng sau khi la con xong. Dì Họa luôn mua cho con những món quà con yêu thích. Những lúc dì kẹt tiền thì dì Họa đã nhờ má Trang mua và làm quà bí mật cho con. Con cảm ơn dì Họa vì đã số tiền cực lớn để cho con học những bộ môn con muốn. Năm 2023, Phùng Ngọc Huy đã về lại Việt Nam, thăm con gái và đến thắp nhang cho Mai Phương. Tuy hai ba con xa cách nhiều năm nhưng bé Lavi đã nhận ngay ra ba lúc ở sân bay. Bé Lavi là người chỉ tôi đầu tiên, đứng từ trên lầu chỉ xuống, ba kìa ba kìa. Gia đình đi đón không ai nhận ra, chỉ có Lavi nhận ra, nam diễn viên xúc động kể lại khoảnh khắc đoàn tụ con gái sau 8 năm xa cách. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.